Từ lâu, Vũng Tàu được xem là điểm du lịch khá hấp dẫn, bởi vẻ đẹp tự nhiên vốn có với rất nhiều điểm đến đẹp, gây ấn tượng cho du khách. Một trong những địa điểm du lịch Vũng Tàu nổi tiếng không thể bỏ qua đó là Bầu Sen, thắng cảnh kỳ vĩ mà bất cứ ai yêu thiên nhiên cũng nên một lần ghé thăm. Bầu Sen nằm cách thị xã Bà Rịa 30 km về phía Bắc, nằm trong những khu rừng lịch sử phía Nam, thuộc huyện Châu Đức. Thắng cảnh Bầu Sen là khu rừng mọc trên vùng sình lầy quanh năm ngập nước. Trong rừng có rất nhiều lâm sản quý như dâu nước, sao, mây, song, tre, bao quanh là khu đất ngập mặn sình lầy, rộng khoảng 10 hecta với nhiều loại thủy hải sản. Vì vậy, điểm đến Vũng Tàu này rất phù hợp cho những ai yêu thiên nhiên nhiên, trải nghiệm và khám phá hay những tour du lịch dã ngoại cuối tuần cùng gia đình, bạn bè. Ngoài giá trị du lịch sinh thái, Bầu Sen còn được coi là di tích lịch sử với khu căn cứ thời kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây mang những nét độc đáo riêng, thu hút sự quan tâm của khách tham quan du lịch. Cùng với giá trị lịch sử, cảnh quan và thiên nhiên tươi đẹp, trong lành, Bầu Sen đã trở thành thắng cảnh thơ mộng, kỳ vĩ và là một trong những nơi đẹp ở Vũng Tàu. Địa điểm này luôn có trong các hành trình du lịch của du khách khi đến thăm thành phố biển. Đến với Bầu Sen, bạn có thể dừng chân tại khu nghỉ mát với đầy đủ tiện nghi như những khách sạn ở trung tâm. Không chỉ vậy, ở Bầu Sen, du khách còn được thỏa thích ngắm cảnh đẹp từ những vườn hoa, cây cảnh, hồ sen, nhà thủy tạ, mang đến không gian trong lành xanh mướt một màu của thiên nhiên. Bởi vậy, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên đến lạ, đem đến những giây phút thư thái, nghỉ ngơi đúng nghĩa giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Tại Bầu Sen, du khách còn có thể trải nghiệm những dịch vụ vui chơi giải trí tuyệt vời, với thử thách khám phá rừng như đi thuyền trên đầm lầy, câu cá, đánh bắt thủy sản như cua, cá, ốc. Đặc biệt, bạn sẽ được thưởng thức chính thành quả của mình theo phong cách ẩm thực Vũng Tàu. Bên cạnh những trải nghiệm qua các dịch vụ vui chơi giải trí, bạn cũng sẽ có dịp biết thêm nhiều điều thú vị từ thiên nhiên, với những loài cây gỗ quý. Ngoài ra, bạn còn được nhìn ngắm dòng suối Tần Bó chảy róc rách. Có thể nói, nơi du lịch ở Vũng Tàu, ấn tượng này sẽ mang đến cho bạn khoảng thời gian khám phá hoàn toàn khác lạ, bởi không khí trong lành và bình yên từ thiên nhiên xanh của rừng Bầu Sen mang lại. Chắc hẳn đến với Bầu Sen, bạn sẽ có cảm giác như đang an cư tại vùng đất tuyệt vời nhất. Hãy thử một lần đến địa điểm đẹp ở Vũng Tàu này, bạn sẽ cảm nhận được thế giới bình yên của thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của Khám phá Việt Nam. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và góp ý những địa điểm mới cho chúng tôi để thêm phần đa dạng cho địa danh Việt Nam nhé. Thân ái!